Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2022, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Điều tra vụ đập bể tủ kính, ném vàng ra đường tại Bình Dương. Xe container cuốn xe máy vào gầm, hai người thương vong. Câu chuyện cuộc sống, để lại gì cho con? Cảnh giác tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo. Hiệu quả từ mô hình nuôi kết hợp tôm và cua biển tại Cà Mau. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính, sau đó ném vàng ra ngoài đường. Để phục vụ điều tra, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 5 thanh niên liên quan đến vụ việc trên. Khoảng 20 giờ tối qua, một nam thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Quyền nằm trên đường Nguyễn Trãi, thành phố phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Người này bất ngờ đập vỡ tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm rồi lấy vàng ném ra ngoài đường. Sau đó, thanh niên này ra trước cửa tiệm ngồi và bị chủ tiệm cùng với người dân khống chế, bắt giữ bàn giao cho công an. Hiện cơ quan công an đang điều tra xử lý vụ việc. Chuyển sang ghi nhận về giao thông. Trong đêm qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, làm hai người thương vong. Cụ thể là vào khoảng 19 giờ hôm qua, xe container biển kiểm soát 29H38568 lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Rạch Chiếc. Đến cảng Sotrans thuộc phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, khi xe đang băng qua đường Nguyễn Văn Bá để chạy vào cảng, thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát C51X87683 do anh Trần Quốc Nhật, 32 tuổi, và anh Hồ Chí Trung, 34 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức chở nhau. Va chạm làm cho chiếc xe máy và hai người đàn ông bị xe container cuốn vào gầm kéo đi một đoạn. Hậu quả anh Nhật tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Giờ cũng trong đêm qua thì một xe container đang lưu thông qua cầu Dầm Cống nối liền tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ thì bất ngờ xảy ra sự cố lật ngang trên cầu. Thông tin ban đầu, đêm qua xe container đang di chuyển qua cầu Dầm Cống theo hướng từ tỉnh Đồng Tháp đi thành phố Cần Thơ thì bất ngờ bị lật ngang đè trúng xe máy mang biển kiểm soát 52NA9273 do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Ghi nhận tại hiện trường, người đàn ông đi xe máy tử vong sau tai nạn, xe container và xe máy bị hư hỏng. Giao thông qua khu vực cũng bị ảnh hưởng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc. Đáng chú ý trên lĩnh vực y tế, thưa quý vị và các bạn, các cơ sở y tế ở Đà Nẵng hiện đang thu dung điều trị nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh cúm mùa và nhiễm virus siêu vi. Do thời tiết giao mùa khiến cho nhiều trẻ mắc bệnh phải nhập viện điều trị. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có nhiều bậc cha mẹ cố gắng làm việc cả đời để sau này có chút của cải để lại cho con cháu. Thế nhưng thì cũng có không ít người dù là giàu có nhưng mà quyết định là không để lại tài sản cho con cái của mình vì mong muốn là những người con của mình phải tự lao động kiếm sống như là bao nhiêu người khác trong xã hội. Như vậy thì để lại gì cho con? Tiền bạc, của cải vật chất hay là còn điều gì khác quan trọng hơn nữa? Đây là nội dung của câu chuyện cuộc sống trưa nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việc cha mẹ để lại tài sản với hy vọng con cháu sau này đỡ vất vả là điều đáng trân quý. Nhưng điều này cũng chưa hẳn là tốt nếu con cái không biết sử dụng đúng cách. Tiền bạc không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một người. Như câu chuyện của gia đình chị Hạp Thị Thanh ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chính từ việc nhìn thấy mỗi ngày cha mẹ phải vất vả mưu sinh mà các con của chị siêng năng hơn trong học tập và biết giúp đỡ cha mẹ mỗi khi có thời gian. Qua đó chị Thanh cũng dạy con biết trân quý giá trị lao động và tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Những bài học mà sự khó khăn vất vả đôi khi mang lại giá trị mà không tiền bạc nào có thể mua được. Theo mình á, thì khi mà thương con á, thì không nên bao bọc quá mức.
vì mình không muốn con ỷ lại ba mẹ. Tiền bạc thì vợ chồng mình có thể làm ra, nhưng mà sẽ đầu tư vào việc học và chuẩn bị về kỹ năng và kiến thức cho con làm hành trang sau này. Chứ vợ chồng mình thì không thể nào sống cả đời với con được. Tiền bạc tiêu xài hoài thì cũng sẽ hết thôi, nhưng mà hành trang và kỹ năng sống để lại cho con nó sẽ theo con cả đời. Nó giúp cho con tự lập và trau dồi được cái kiến thức và duy trì được cái tài sản do mình tạo ra. Thì đó mới cái là mục đích mà mình muốn đạt được trong cái hành trình nuôi dạy con khôn lớn. Nếu như mình để lại tài sản cho con mình mà mình không chú trọng đến cái việc dạy cho con mình những cái giá trị phẩm chất tốt đẹp, những cái giá trị đạo đức cũng như là những cái kỹ năng thiết yếu, thì chắc chắn rằng là con của bạn sẽ rơi vào một cái tình huống, đó là nó sẽ bị thiếu kỹ năng. Và cái thiếu ở đây, cái đầu tiên đó chính là đứa trẻ nó sẽ trở nên rất là dễ dàng lệ thuộc vào tiền bạc của cải vật chất. Vậy rõ ràng nếu như mình chỉ cung cấp vật chất thì có nghĩa là mình đã cung cấp sẵn cái kết quả rồi. Nhưng cái cách làm sao để tạo ra được những cái sản phẩm, những cái giá trị đó mình lại không dạy cho con của mình. Và nếu như mình không dạy như vậy thì chắc chắn rằng đến một lúc nào đó khi mà bản thân chúng ta không còn trên đời thì con cái mình sẽ không thể nào mà có thể tự đứng vững, tự sống được trên cuộc đời. Mình có thể gọi nó là một cái kỹ năng, đó là thích nghi trong cuộc sống đấy ạ. Có những lợi ích rõ ràng khi để lại tiền cho con. Khoản tiền đó có thể giúp con bớt khó khăn khi mới đi làm, khởi nghiệp. Thế nhưng, tính cách và thái độ đúng đắn cũng vô cùng quan trọng mà cha mẹ cần giúp con xây dựng ngay từ khi còn nhỏ. Trong những năm tháng đầu đời của trẻ, cha mẹ là người gần gũi chăm sóc, có ảnh hưởng nhiều đến trẻ nhất. Do đó, cha mẹ cần làm gương cho con trong mọi chuyện. Chính vì vậy, vợ chồng chị Đào Thị Hương ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh luôn cố gắng dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chơi với con, làm bạn cùng con, qua đó truyền đạt kinh nghiệm, giáo dục con từ cách cư xử, cũng như xây dựng cho con các kỹ năng cần thiết trước các tình huống trong cuộc sống. Chúng tôi chuẩn bị cho con cái tinh thần tự lập, để sau này cho dù trong hoàn cảnh nào con cũng có thể đứng vững, ngay cả khi không có ba mẹ kề bên, ngay cả khi mà không có tiền bạc để dành từ cha mẹ, thì con cũng có thể lao động kiếm sống bằng đôi tay của mình. Cuộc sống giàu sang và dễ dàng từ nhỏ có thể khiến những đứa trẻ đánh mất động lực phấn đấu. Tuy nhiên, nếu quá thiếu thốn về vật chất cũng sẽ khiến con cái mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống. Cái nền tảng vật chất nó sẽ giúp cho đầu tiên cái đứa trẻ đó nó sẽ có được một cái điều kiện phát triển. Chắc chắn là một cái điều kiện tốt, ít nhất là cơ bản là đứa trẻ đó có thể phát triển được. Và nó cũng là một cái điều kiện để giúp cho trẻ có thể học hỏi và sử dụng cái số tiền đó. Nếu như đứa trẻ đó sử dụng cái vật chất đó đúng mục đích thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ có sự phát triển tốt. Tuy nhiên, trong cái quá trình mà gây dựng sự nghiệp của cha mẹ thì cha mẹ cũng phải lưu ý một điều là phải nhớ một điều là mình phải đi một cái nước cờ song đôi. Đó là gì? Là ngoài cái câu chuyện mà tôi trang bị một cái nền tảng vật chất cơ bản để tôi để dành lại cho con tôi sau này, thì cha mẹ cũng cần phải lưu ý là song song đó phải nên hỗ trợ con cái của mình, là giúp cho trẻ có thể chủ động hơn và giúp cho trẻ có thể rèn luyện những cái kỹ năng, những cái giá trị sống cần thiết trong cuộc sống này. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về việc để lại gì cho con. Nhưng có một điều chắc chắn là những bậc cha mẹ đề cao giáo dục, kiến thức và kỹ năng sẽ có được những người con biết tự lập và hiểu giá trị của lao động. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Cảnh giác tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo. Hiệu quả từ mô hình nuôi kết hợp tôm và cua biển tại Cà Mau. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Phạm Công Hưng, 24 tuổi, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, về hành vi tổ chức sử dụng ma túy và tàn trữ nhiều hung khí nguy hiểm. Và đáng chú ý là đối tượng này đang trong thời gian chấp hành án tại cộng đồng nhưng lại tiếp tục phạm tội.
Trước đó, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 15 tháng 9, tại phòng trọ của Trần Phạm Công Hưng ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và phát hiện Hưng cùng với bạn gái đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một túi ni lông bên trong chứa chất ma túy dạng ketamin và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện hai vật kim loại hình chiếc bút, ba viên đạn màu vàng xám mà Hưng khai nhận là súng bút và đạn của súng bút, cùng một số loại hung khí nguy hiểm khác như đao, kiếm, lê. Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Đội Quản lý Thị trường số 1 và Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Công an thành phố Vĩnh Long vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển hàng cấm. Cụ thể, khoảng 23 giờ 40 phút tối qua, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô biển kiểm soát 64C06209 do Đặng Văn Hiệp, sinh năm 1975, ngụ huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe ô tô có 14.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời đưa người và phương tiện về cơ quan tiếp tục làm việc. Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh Long An về tỉnh Trà Vinh cho một người chưa rõ lai lịch. Xe ô tô được chủ giao cho và mỗi lần đi chở thuê được trả từ 1.100.000 đến 1.300.000 đồng. Hiện công an thành phố Vĩnh Long đang tạm giữ người và phương tiện để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Thời gian gần đây thì các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân vẫn tiếp tục xảy ra. Mặc dù là các phương tiện thông tin đại chúng vẫn thường xuyên cảnh báo về điều này. Nhưng giờ mới đây thì tại tỉnh Kon Tum đã xuất hiện thêm thủ đoạn giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo. Đây chính là thủ đoạn khá mới mẻ khi mà các nạn nhân đa số lần đầu được tiếp cận hoặc là chưa từng biết đến chứng khoán. Một nạn nhân tại tỉnh Kon Tum cho biết, thông qua mạng xã hội, chỉ được một người tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tư vấn, mời gọi đầu tư. Ban đầu chỉ tham gia với số tiền nhỏ, tài khoản sinh lợi nhuận. Sau đó người này tiếp tục mời gọi chị đầu tư thêm 80 triệu đồng và cho biết chị được công ty hỗ trợ thêm 20 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán. Một thời gian sau, người này thông báo với chị là đã đầu tư thành công, lợi nhuận đã lên đến 3,3 tỷ đồng. Với thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm được lòng tin và dụ dỗ nạn nhân tiếp tục đầu tư thêm tiền. Tổng cộng chị đã đầu tư hơn 600 triệu đồng vào các tài khoản theo chỉ định của đối tượng. Chị vay mượn. Phải cho người vay vay mượn hết từ đầu tới cuối. Không có tiền nhà. Cái khoản cuối cùng đó là kêu là số tài khoản sai nhiều lần á, là bác phải nộp phí để thanh tra nguồn tiền á, tại vì số tiền quá lớn cho nên không rút được, là bác phải nộp phí 346 triệu nữa. Trong khi đó mà tôi mới giật mình á, bị lừa á, mà chắc không lấy được tiền. Thế là số tiền đó thì không nộp nữa. Theo cơ quan điều tra, để dụ dỗ nạn nhân thì ngay từ ban đầu, đối tượng sẽ cho nạn nhân được hưởng lợi nhuận một cách đơn giản để làm tin. Sau khi cho hưởng lợi nhuận thì đối tượng tiếp tục dụ dỗ đầu tư thêm tiền để thu lại được nhiều lợi nhuận hơn. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục tung tin là bị thua lỗ nên cần đầu tư thêm để gỡ lại số tiền đã thua lỗ. Chính vì tiếc số tiền đó, nạn nhân tiếp tục đầu tư với hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã đầu tư trước đó. Với cái thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thì chúng tôi đã phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể để mà tuyên truyền rất là nhiều lần, nhưng mà người dân vẫn không nhận thức được đầy đủ và vẫn tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản. Đối với các trường hợp như vậy, tôi khuyến cáo người dân là tuyệt đối không nghe theo cái lời dụ dỗ của đối tượng. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận đơn trình báo của hai trường hợp bị tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán mời gọi đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Để bản thân không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không nên tin vào những lời dụ dỗ về cách kiếm tiền quá dễ dàng, đơn giản mà lợi nhuận lại cao. Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có trên 62.000 hecta nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, nông dân đã chủ động thực hiện các mô hình sản xuất kết hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có mô hình nuôi tôm kết hợp với nuôi cua biển. Cua biển là loài thủy sản thích hợp với môi trường nước mặn, dễ nuôi, không đòi hỏi kỹ thuật cao, ít xảy ra dịch bệnh và lợi nhuận mang về khá cao, nên nhiều nông dân ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã mạnh dạn thả nuôi kết hợp với con tôm để phát triển kinh tế gia đình. Theo đánh giá của người nuôi, việc kết hợp nuôi tôm và cua biển trên cùng một diện tích sẽ giúp cải tạo ao nuôi, lợi nhuận cũng tăng lên. Trung bình mỗi hecta sẽ thu lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng một vụ.
Theo kết quả công bố của Sở Du lịch thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến hết tháng 9, thành phố ước đón 13,1 triệu lượt khách nội địa và hơn 766.000 lượt khách quốc tế. Tổng lượng khách tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong tháng 9 này, lượng khách đến thành phố Hà Nội ước đạt hơn 1,48 triệu lượt, gồm 184.000 lượt khách quốc tế và 1,3 triệu lượt khách nội địa. Đây đều là những con số đáng ghi nhận sau khi Hà Nội khôi phục các hoạt động du lịch sau dịch Covid-19. Sức hút chính của du lịch thành phố Hà Nội vẫn là du lịch văn hóa với những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng như tour du lịch đêm thiêng liêng tại nhà tù Quả Lò, tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long, đi bộ ngắm kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội, hay hoạt động của các không gian đi bộ, khu phố cổ và các làng nghề gian đô. Để thu hút khách du lịch, từ nay đến hết năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch ở vùng ngoại thành và tiếp tục xây dựng bản đồ số du lịch, triển khai tuần lễ góp Hà Nội 2022, Festival áo dài 2022. Theo dự kiến, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 sắp tới, tại khu vực không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu nhà Bát Giác, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội năm 2022. Sự kiện do tỉnh Bắc Ninh đề xuất tổ chức với quy mô trưng bày gồm 20 gian hàng cách điệu mang nét kiến trúc và hình ảnh làng quê quan họ Bắc Ninh, bố trí theo 5 tổ hợp. Đây là hoạt động được tổ chức lần thứ 2 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhằm mục đích đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh văn hóa con người Bắc Ninh, thu hút và tăng nguồn khách du lịch trong nước, khách quốc tế đến thủ đô và về thăm Kinh Bắc. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.